Hai vợ chồng mình cùng làm trong đoàn Bình Thuận từ năm 1988 đến năm 1994 nên thương và hiểu nhau lắm. Nhưng khi có những đứa con, mình lại cảm thấy cần có thời gian chăm sóc cho gia đình. Thế là hôm đó, trước khi chia tay đoàn, mình đã tham gia tiết mục vô cùng sôi nổi. Giờ mình vẫn còn nhớ những giai điệu của bài hát Miền Đất Băng Tu Rừng Ca. Dù có chút buồn nhưng mình vẫn giữ niềm đam mê. Và đặc biệt, lúc ở nhà muốn hát thì đã có ông xã bên cạnh đàn cho hát là vui lắm rồi. Đằng sau bao vương vấn theo tôi suốt những tháng ngày, còn lại đằng sau bao lo nghĩ và ưu tư cho tôi đường mãi xa, để cho đam mê năm xưa chưa về vẹn nguyên như phút giây ban đầu, và để cho câu hát tôi ấm cho một ngày xưa. Trở lại như là tôi, trở lại tiếng hát yêu thương ngọt ngào, trở lại những ngày vui, trở lại như là tôi, trở lại như tôi đam mê. Bước tiếng hát trên con sông hồng, bước tiếng hát nồng hơn sâu trong con đời. Còn bao nhiêu lo nghĩ cho tôi cháy hết lòng mình, nhưng đời còn bao nhiêu lo nghĩ và ưu tư cho nỗi buồn mãi xa, để cho đam mê năm xưa trở về vẹn nguyên như phút giây ban đầu, và để cho câu hát từ bấm trên một như tình yêu. Và tôi về đây trở lại như là tôi, trở lại tiếng hát yêu thương ngọt ngào, trở lại những ngày vui, trở lại như là tôi, trở lại như tôi đam mê. Có tiếng hát trên một giấc mơ, có tiếng hát nụ cười sâu trong con tim. Và tôi về đây trở lại như là tôi, trở lại tiếng hát yêu ngào, trở lại những ngày vui, trở lại như là tôi, trở lại như tôi đam mê. Có tiếng hát, tiếng hát trên con giấc mơ, có tiếng hát lúc đã sâu trong con tim, có tiếng hát lúc đã sâu trong con tim. Số 08 với Khát Khao Môi Hồng của Phạm Anh Khoa. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn sẽ nhận xét về phần thi của thí sinh Trần Lê Mai Trâm. Cô Mai Trâm thân mến, là qua 3 đêm thi thì có thể nhận xét đầu tiên, tức là phong cách biểu diễn của cô đa dạng. Đặc biệt là cái đêm trước thì cái bài mà Vì Đâu Em Chết đó, có thể nói đây là một cái bài mà cô bộc lộ cảm xúc của mình thấy rõ và tạo được kịch tính ngay chính trong giọng hát của mình và trong cảm xúc của mình. Thì hôm nay rõ ràng là một sự bộc lộ. Đây, coi như không còn giữ gì nữa ha. Bao nhiêu các con bày tẩy mà đưa ra hết. Và rõ ràng là rất hấp dẫn và lôi cuốn. Thì nếu như mà được giải cao hoặc là vào trong cái vòng trong nữa thì tôi nghĩ rằng là một ca sĩ mà như hồi nãy cô Minh Hương có nói,
nếu có người mà như anh Phú Vinh chẳng hạn thì là một ca sĩ rất tốt, thì tôi nghĩ là ở đây Mây Trâm cũng là một ca sĩ rất là xứng đáng giữ được phong độ, cái đó là mừng lắm. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Thưa quý vị yêu mến tiếng hát của thí sinh Trần Lê Mai Trâm, hãy soạn 08 gửi về tổng đài 8534 thưa quý vị.